提向上问讯，阿弥陀佛。再问讯，阿弥陀佛。三问讯，阿弥陀佛。那大家请坐。那么，各位安坐。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无。Namo Amida Padma
Ta 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 ta
大德们，大家午安，大家好，阿弥陀佛。啊，阿弥陀佛，kính thưa chư vị tâm đức tăng ni và kính thưa tất cả chư Phật tử, chào quý vị một buổi chiều an lành. 我现在要给各位大家报告，刚刚呢，净觉法师呢有特别说，有一首歌叫做《如果真的没有明天》。那么这首歌哈，我们呢下待会儿再来解释给大家听，唱给你们听啊。对对，好，啊，是可以。Vừa rồi là thầy Tịnh Giác có yêu cầu tôi có một bản nhạc rất là hay, đó là của ngài sáng tác, đó là nếu thật sự ngày mai không có, là cái bản nhạc đấy.这首歌哈，这首歌很好听，很好听，内容很好，内容哈很有意义。và cái tí bản nhạc này, cái nội dung của cái lời của nó rất là hay và rất có ý nghĩa.
现在不唱，刚刚没有听。对。好，没关系。对对，师父。来，我现在先要给报告我们人跟人之间的相处，要有一些正确的观念。怎么样建立正确的观念，你就会活得很自在、很健康。Bây giờ sư phụ sẽ nói cái cách đối đãi người khi chúng ta gặp người với nhau, chúng ta đối đãi và tiếp xúc, chúng ta làm thế nào mà để chúng ta cảm giữ được cái an lạc giữa đôi bên. Học, chú ý nó. Cho nên quý vị hãy chú ý nghe nhé. Quá khứ à? Quá khứ trôi qua. Có một cái tạp hóa điện của lão bản à, có một cái lão bản, ha, ta chạy đến núi lên. 去跟一个老和尚报告。Xưa có một người, có một ông chủ, ông chạy lên trên đỉnh núi để gặp một vị hòa thượng và ông tác bạch thư như thế này. 这个杂货店的老板呢，他就说了，他说，哎呀，我的店呐，对面开了一家大型的连锁店，很大的店啊，连锁店，他担心。他很担心以后他这个小店面啊，小店可能没有办法维持哦。Bởi vì đây là một ông chủ bán cái cửa hàng tạp hóa, ông lên với bạch thư với hòa thượng rằng là bởi vì ông lo ngại khi mà đối diện cửa hàng tạp hóa của ông có một cái công ty nó mở ra rất là to lớn, bán hàng hóa và lớn như vậy, để nó đối diện lại với cái cửa hàng của ông rất là nhỏ, cho nên ông rất quan tâm không biết là mình có thể mà chống chọi lại được không. Ta cái nội tâm à, nội tâm.好，除了憎恨，我恨以外，不知道怎么办，不知道怎么办。Chính vì cái điều đó mà nó làm cho ông ta nổi giận và nổi hận lên, và ông cứ đối đầu với cái hận đó, không biết làm thế nào để giải quyết. 这个老和尚呢，老和尚就告诉他了，哎呀，你不可以有憎恨心啊，不可以有憎恨心，恨心。Và với họ khi mà bạch hòa thượng như vậy thì hòa thượng trả lời này.Con không thể làm được cái điều đó. Con nếu mà con giữ cái tâm mà sân hận như vậy thì quy lắm, không có nên để cái tâm mình sân hận mà đối địch như vậy. Ni à, ni, à, lão bản à, ni yào mỗi thiên, 早上要出门的时候，要去出到你要离开了你这个店门呐，那个店开的店的那个门出去的时候，你就对着对方，跟着对方祝福，希望他们生意兴隆。Và như vậy thì mỗi ngày khi mà ông mở cửa hàng ra thì ông bước ra ngoài thì ông cứ nhìn vào đối phương, cái cửa hàng của ông á, là xin chúc phúc đối phương được đầy đủ. Đáng ngô này, 你就转身转个身回过头来看你自己的店，也一样要祝福哦，祝福你自己的店生意兴隆。Khi mà ông đối diện với cái cửa tiệm đối trước, ông cũng chúc phúc người ta được buôn bán đất hàng.Như vậy thì sau khi ông chúc xong thì ông chuyển cái thân ông lại, ông quay vào cái cửa hàng nhà ông cũng chúc phúc rằng cửa hàng của mình cũng được tung bán đất hàng phục vinh lên. Cái cái lão bản à, thính à, lão bản thính à, 就觉得很疑惑了，非常的怀疑。他说，哎，老和尚啊，为什么要祝福这个对方呢？这个竞争的人，他已经开那么大的店，把我的店呢几乎可能都以后我都没有生意了，那我为什么还要祝福对方呢？为什么？ Sau khi ông nghe xong ông bảo chứ bạch hòa thượng nó cũng điều cũng kỳ lạ, tại làm sao mà người ta lại mở ra một cái cửa hàng lớn thật là lớn vậy để mà áp lực con như vậy, mà bây giờ lại bảo con là chúc phúc cho người ta buôn bán đắt hàng như vậy thì là sao đấy, điều đó nó hơi kỳ lạ, không có thể được như thế.老和尚就回答说，老和尚回答告诉他说，你知道吗，你怨恨憎恨，你怨恨只会招来怨恨，怨恨会招来怨恨。好的，那就还注意啊，你就bởi vì một khi mà ông khởi cái tâm lên mà oán hận người ta thì cái oán hận nó ra ngoài thì nó sẽ áp lại, thì nó quay lại với ông cũng là toàn những chuyện oán hận mà thôi.你只有单单祝福，你祝福才会招来福气啊。只有一个cách mà khi mà ông chúc phúc cho người ta như vậy thì cái phúc khí đó nó đi ra, rồi cái phúc khí nó cũng quay trở lại thì ông nó đến với ông cũng làm những cái điều phúc lành. 啊，这个老和尚呢，老和尚讲完了以后，这个老板呢就按照这样去做，好吧，好吧，我就按照这样去做。Sau khi mà nghe được hòa thượng giải thích như thế thì ông mà就
Thì thôi hòa thượng nói như thế thì bây giờ cứ về y như nghe lời hòa thượng mà về cứ y như vậy mà làm. Và sau đó nữa qua. Chứ cái lão bản này yêu lại chảo chứ cái lão hứa sang đó, chảo sang lão hứa sang đó. Và ông ta lại quay trở lại để tìm lão hòa thượng. Thà chú xô lọ, sư phụ à, sư phụ, 我用你的方法去做哈, 我才不过半年哦, 才不到半年哦, 现在对面的店啊, 现在是我在经营哦, 我在经营哦, 而且比以前啊, 规模更大呢。 什么意思？那个对面那个店，现在变成我的，我还比以前更大呢。 sau khi mà lên mặt hòa thượng và bạch hòa thượng à, sau khi mà ngài nói như vậy thì con cũng theo lời ngài cũng làm, và cuối cùng nửa năm trôi qua, cuối cùng con nhìn lại bây giờ cái cửa hàng của con càng ngày nó càng lớn mà nó to hơn cái cửa hàng đối diện nữa. Cái người là lão bản à, lão bản, cho hỏi lão hòa thượng, lão thượng, đương thời ngài vì sao mà yêu cho tôi làm như vậy? Và ngay lúc đó ông hỏi cho bạch hòa thượng tại sao lúc đương thời lúc ấy ngài là hòa thượng lại dạy con một cái phương pháp làm như vậy chứ? 老和尚就说：“我告诉你，秘密就在这里了。秘密，秘密。”法和尚说：“ông ta làm cái, ta sẽ nói cho con nghe. Đó một điều bí mật nó nằm ở chỗ này này. Một cái điểm quý bí mật nó nằm ngay đây này. Vì một người如果抱持着每天怀着一种祝福心的人，祝福心的人，他不但能够逢凶化吉。” 逢凶化吉，而且更重要，会招来很多的庇佑，很多的保护。逢凶化吉，就是碰到灾难的时候，你就变成吉祥。哎，逢凶化吉。 Và Ngài bảo rằng nó là như thế này, một người mà luôn luôn khởi cái tâm hoan hỷ đó, mà mình đem chúc phúc cho người khác đó, là tự nhiên cái, giống như là cái phúc báu nó tăng trưởng, mà bao nhiêu cái hoạn nạn nó được trôi qua. Bởi vì các ngài phúc thần là các ngài long, nói một cách nôm na, các ngài long thiên hộ pháp dạng tính chúng á, các ngài hỷ thần và tài thần, các ngài thường chúc phúc và hộ trì giúp cho những người mà có cái tâm hoan hỷ thì các ngài mới đến phò trì. 他很喜欢心中有爱的人，心中有懂得感恩的人，他福神啊，福德正神，龙天护法特别喜欢这种人。 Bởi vì cái người mà luôn luôn khởi cái tâm hoan hỷ chúc phúc cho người khác là cái tâm cái người đó rất là dễ thương và tuyệt vời, cho nên chính vì vậy mà các long thiên hộ pháp, các ngài thường đến gia trì giúp đỡ cho cái người mà có cái tâm hoan hỷ như thế, cho nên chính vì vậy mà ông được vượt qua chướng ngại mà nó trở thành thành tựu được như ý của mình là vậy. 哦，你看他心中没有怨恨，心中没有怨恨，而且充满着感恩，充满着爱，所以他的生意越做越大，生意越做越好。 Bởi vì ông ta không những là không oán hận mà ông ta lại đem cái tâm an lạc của mình đem chúc phúc cho cái người đối phương. Chính nhờ như vậy mà cái phúc báu nó tăng trưởng chư thiên phò trì, cho nên bây giờ ông cái cơ sở mà làm ăn con muốn nó mỗi ngày mỗi lớn mỗi phát đạt là nhờ cái hoan hỷ phúc báu đó, cho nên chư thiên phò trì, cho nên ông được giàu lên hơn người ta là vậy. Có một vị和尚，有一位菩萨，他到出门在外去化缘。 Lại có một vị lão hòa, câu chuyện thứ nhất có lẽ là xong rồi. Cho nên lại có một vị hòa thượng thường đi ra ngoài để hóa duyên đồng chúng. Ta在途中啊，路途当中，路途当中，他遇到下大雨啊。 Trên con đường ông đi như vậy thì đột nhiên có một cơn mưa thật là lớn. Cái和尚一眼睛一看，前面刚好有一个很大的这个房子，很大的房子。 Và ngay đó ông thấy nhìn ở trước mặt mình nó có một cái ngôi nhà thật là to. Ta就赶紧跑去了，赶紧跑去。 Ông ta nhanh chóng chạy trốn vào trong đấy. 但是那个顾门的守门的人呢，守门的人就告诉他说：“哎呀。” 我们家这个老爷呀，老爷呀，我们家的老板呐，老爷他不喜欢出家人呐，你赶快走，赶快走。 Và khi ông chạy đến như vậy thì cái người mà giữ cửa đó ở bãi chỗ này, ông chủ nhà của tôi không có thích mấy ông xuất gia mà đến đây cửa nhà tôi đâu. Thôi ông đi mau đi, đi mau đi. Cái người xuất gia này, sao?
呀，苦苦的哀求啊，苦苦的哀求他，就是没有办法得到对方的答应呢。Mặc dù cái vị sư này luôn luôn là năn nỉ nài nỉ và yêu cầu ông ta, nhưng mà cũng chẳng đạt được đường sao mà được như ý mình, và cuối cùng ông kia vẫn đuổi mình đi. Con đuổi vị sư đi. Hey, 他最后这个法师啊，这位法师在无可奈何的情况下，他冒着大雨啊，外面下大雨就离开了。没办法，cuối cùng ông ta cũng chẳng có cái cách nào hơn, cuối cùng ông ta phải đi dưới một cơn mưa lớn như vậy để đi về. 几年以后，过了几年了，và thời gian trôi qua đã được vài năm sau. 这个很大的房子啊，这个老板啊，这个老爷，到了一座寺庙，去烧香。và cuối cùng cái ông chủ của cái chủ nhà đó, có một hôm ông ta đi đến chùa để thắp hương. 他突然间呢，在烧香的时候，他看到自己的名字啊，自己的名字被写在那个长生部位的上面，被写在上面。谁的名字？那个老板。老板，对，这个老板盖很大房子的那个老板，他到寺庙去烧香，他看到自己的名字怎么被写在长生部位的上面呢？为什么？不知道。长生部位是消灾，消灾排位那个。và cuối cùng cái ông chủ nhà đó một hôm ông đi đến chùa để thắp hương, thì ông đến tới nơi thì ông lại ngạc nhiên, tự nhiên ông thấy đến chỗ đó ngay chỗ bàn thờ mà cúng bái đó, tự nhiên thấy cái tên của ông được viết lên trên một cái bài vị đó, để mà bàn vị mà cầu an trường thọ. Cái lão bản là đại lão ye, cái lão ye ha, niên kỷ rất là lớn, cái lão bản này, ta xin trong à cảm thấy rất kỳ quái, cái gì mà hồi sự này, cái gì mà hồi sự.Và ngay lúc đó ông ta cứ nhìn cái tên của mình và ông ta cũng ngạc nhiên, không biết đây là một cái chuyện gì, tự nhiên tên của mình nó nằm trên này được cúng cầu cho mình. 结果就问了，问里面的一个小师傅啊，又一个小师傅就问了，就mới gặp một vị sư trẻ trẻ mới hỏi rằng này. 那个小师傅呢就说了啊，这个啊，我这是我们住持啊，我们这间寺庙的住持方丈和尚呢，几年前他写的，他说他曾经在下大雨当中下了一个很大的房子啊，去那边啊，在旁边要求去得躲雨啊，躲雨就是要去避雨啊，避这个下雨，但是他对方不同意，他怕这个结了恶缘呐，怕结了恶缘，所以他回来以后，我们的住持呢就帮他写了一个消灾牌位，天天为他诵经回向功德给他。khi mà ông mới hỏi cái vị chú điệu trong chùa, chú điệu mới giải thích thế này, à thì ra nó là một cái chuyện như thế này. Cách đây mấy năm khi mà ông thầy trụ trì ở chùa này, ông mới đi đến.Trên con đường đi, ông bị một cơn mưa thật là lớn, cho nên ông mới chạy vô trong một cái nhà thật là to lớn để ông xin nước mưa. Nhưng mà khi đến đó, nước mưa thì cái người giữ cửa đó nhất định là không có cho. Và nhất phải là cho ông chủ của tôi là không có đồng ý đâu, cho nên đuổi ông đi. Cho nên chính vị chủ trì này mới không có cách nào nài nỉ cũng không được, mới quay về. Khi quay về như vậy, ông sợ là nối kết một cái ác duyên.Giữa mình và người đó, cho nên ông ta mới về chùa, bắt đầu mới viết lên một cái bài vị để cầu an, để cho nó tai qua nạn khỏi đi, để cầu cho người đó. Cho nên ông mới viết lên một cái tên của cái ông chủ của cái nhà đó lên trên cái bài vị này mỗi ngày. A yên, A yên, A yên, A yên, A yên, A yên, đối đối đối. Bởi vì không có thụ duyên, cho nên nó mới có cái nghiệp duyên, cho nên bây giờ ông phải cầu để kết cái thiện duyên mà giải cái ác duyên đi. Đó, cho nên đó là cái phương pháp để mà giải ứng oán.这个老板呢，大老板呢，到大老爷听了这个话了以后啊，心中感到很惭愧，哎呦，很惭愧。所以ông ta nghe xong ta cảm thấy ân hận và xấu hổ thế này. 后来啊，他就变成了这个寺庙的大护法，每一年都来护持他，从来没有间断。bắt đầu từ ngày đó ông ta cảm thấy ân hận và hối hận, và ông cảm thấy làgiống như là mình có một điều gì mà sơ suất vậy đó, thì từ ngày đó ông xin phận nguyện trở thành một người đại thí chủ và hộ trì tam bảo cái chùa đó cho hết cuộc đời còn lại. À, 所以啊，人啊一定要广结善缘呐。Cho nên đó, làm kiếp người của chúng ta phải mở rộng cái lòng từ để mà đi kết thiện duyên khắp mọi nơi là vậy.
不要结那个二眼và đừng có mà cứ đi đâu thì chúng ta cứ mỗi ngày mà còn chấp tiếp thêm cái ác duyên vào và cái nghịch cảnh trong đời người của mình, không nên giải quyết được, giải quyết mà để xa nó đi, chứ đừng bao giờ để bó chặt kết nó lại. Cho nên đó là kiếp người khôn ngoan khéo léo. Ừ. Một cái nhỏ nhỏ cái niệm thủ, một cái nhỏ nhỏ cải biến mệnh vận, cho nên chúng ta phải cẩn thận. Bởi vì một kiếp người của chúng ta chỉ cần có một cái ý niệm trong đầu của chúng ta, một sự việc nhỏ nhoi mà chúng ta làm lên to chuyện kết một cái ác duyên như vậy. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, cho dù đó là một cái mấy ý nghĩ nhỏ nhoi, chúng ta phải cẩn thận và chăm sóc nó, đừng để nó trở thành một cái sự to tát ác duyên. Cho nên chúng ta biết cách xử lý của nó thì đó là cuộc đời an lạc của mình. Vì vậy, các bạn à, nghĩ 做要做好，经常跟别人结善缘，结善缘以后，你的人生道路会充满无限的光明。Cho nên làm kiếp người chúng ta phải nghĩ những điều hay, điều đẹp, nói những lời tốt đẹp mà hòa hợp, và chúng ta làm những cái điều thiện, thì chắc chắn cái con người đó, một người đó họ được luôn luôn kết cái thiện duyên như vậy, thì cuộc đời nó sẽ được giàu sang phú quý là do chính mình là thế. 就是第一个观念，一定要跟人家结善缘。Cho nên cái điều quan điểm đầu tiên là chúng ta phải kết cái thiện duyên người với người. 要用祝福的、感恩的心来对待别人。Và chúng ta đem cái tấm lòng chân thật của mình để đến chúc phúc đối với người đối phương. 这是第一个，不管他对我好不好。Bất kể người đó đối xử mình như thế nào, mình cứ đem cái tâm an lạc của mình, thành thật của mình chúc phúc người đó đi. 他怎么欺负我？Cho dù người đó có mà chọc ghẹo, mà có hận gì với mình, mặc kệ người ta. Bây giờ bốn phận mình cứ làm cái điều đó, còn người ta như thế nào thì mặc kệ. 但是你为了不让自己痛苦，你就经常要给他回向，给他对方祝福，自然这个恶缘呐、啊，恶缘就可以化掉了，就可以化掉。Chính cái điều mà mình làm đó là mình vì chính mình, để mình không cảm thấy mình đau khổ và trở ngại, cho nên mình mới không muốn để kết cái ác duyên đó, mà mình giải quyết cho chính mình. Cho nên mình thường làm những điều thiện, điều tốt đó để cho nên giải quyết được cái ác duyên giữa mình và người. Ông đó đối xử con tôi tệ lắm, nhưng tôi đối xử kích liệt tệ lại với ông. Như vậy chứng tỏ hai người vẫn cứ ân oán mãi, là kiếp sau quay lại mà được địch thủ với nhau. Tôi nghĩ là Nói thì khổ à, như vậy chúng ta khổ mãi không bao giờ đứt đoạn được cái khổ đó. Nếu mà ta đối với tôi không tốt, tôi đối với hắn tốt, đời này cái ác duyên sẽ kết thúc, sẽ có thể chặt đứt. Bởi vì mình với người đó nó nghịch cảnh trong nhiều đời, nó ác duyên, cho nên vì vậy mà nó biết xảy ra chuyện như vậy. Mà bây giờ chúng ta biết được, chúng ta muốn cắt đứt thì chúng ta phải đem cái tâm hoan hỷ đi ra mà để giải quyết, thì nó mới hết được tâm hoan hỷ. Hiểu không? Hiểu bài không? Nghe có hiểu không? Cái quan niệm rất quan trọng, đó là Phật dạy chúng ta. Đó là một cái quan niệm chính chắn mà Đức Phật đã từng dạy chúng ta. Đó là người Phật tử chúng ta phải học những điều đấy chứ. Cái quan niệm thứ hai là如果你每天的心啊，心都烦恼，我的心都不满，我的心都讨厌啊，那你这个心啊，你这个心每天都这样，你会一直你的人生的道路就很暗淡，很黑暗啊，一直很痛苦。Với một người mà cả ngày chúng ta chỉ có nghĩ đến cái tâm mà
oán hận, để báo thù và hờn và giận và ghét, thì như vậy cả một cuộc đời của cái người đó, cái đường tiền đồ của người đó càng ngày càng đi tối tăm, đen mờ mờ tịt lại, chả có lối thoát nào. Bây giờ tôi lại kể một câu chuyện để cho quý vị nghe nhé. Có một người đó, có một người ngoại chú à, ngoại chú, chú chú khai khai xe ngoại chú, hóa sinh xe hộ, bùng bùng. Có một người họ đi lái xe đi ra ngoài và trên đường đi họ đi bùng, họ có một cái tai nạn xe. Họ đó, cái xe chữ của phía bên cái xe đầu à, xe đầu nó trúng hỏng rồi, bánh nó sẽ hỏng rồi. Và cái đầu xe nó bị tung nát hư. Ừ. Nhưng mà hay hảo, xin khuê à, xin khuê, mấy người đến sâu xa, mấy người đến sâu xa. Nhưng tuy nhiên cũng còn may mắn lắm là chả có người nào bị thương gì cả. Ừ, thà hồi gia là, hồi gia ý hô, ý chinh mấn à, chứ xem thà tờ má má, báo cáo, chứ cái y hoài à, hóa sân chứ cái sơ hô tờ y hoài, báo cáo má má. Và khi ông về đến nhà thì ông mở cửa ra gặp mẹ, ông nói chuyện với mẹ là đó là xảy ra một cái sự ngoài, cái sự cố mà ngoài ý muốn của mình. Má má, thà bần gia hào chí bu chơ chứ à, yếu xin tờ, yếu chiêu tờ à. Mà lúc đó thì nhà của bà cụ là có xe mới, xe cũ đầy đủ. Má má ý tin à, hóa sân chơ vô, thà chú sô là, ai da, thái hào yên là là, thái xinh yên là lô. Lão mũ chín, má má chú sô, xin khuê, nì khai đà sư nây bù, hẳn chêu đà chơ chứ. Yào sư lũ cờ khai xin đà bín sư chú chú, bín đà hẳn xin đà chơ chú chú, xuẩn sư kiểu đà lô. Má mẹ mà nó nghe xong mà chắc, ôi con ơi, hay lắm đó, may mắn lắm đấy. Mà sáng nay con đi á, là con đi mới chiếc là không lái chiếc xe cũ, cho nên nó tung nát chiếc xe cũ, cho nên cũng may lắm rồi, chứ nên mà mình nhà mình hãy còn chiếc xe mới, cho nên không đến nỗi tệ, không có sao đâu. Thà的儿子 ý kiến được chào chuyện à mà mà càng hậu của khai là sự xin thơ thú chứ à. Và ngay lúc đó thì con nghe xong ấy, ui mẹ ơi, không phải đâu, sáng nay con lái chiếc xe đó là xe mới, chứ không phải xe cũ của mẹ à. Ô khai là xin thơ, chế cô, đó mà mà chứ không, bà mẹ là bà cháu, ôi còn may mắn lắm, còn may mắn lắm à. Má má yêu xeo y xeo, ha 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 ha. Yêu sư lũ của nì khai chiêu chơ chơ, chiêu đà chơ chơ chú chú, còn bà mê hồ mình à, còn bà mê hồ mình à, ây à. Bà mẹ lại lạc quan nói là, ui cũng còn may lắm con ơi, nếu sáng đây con mà lái chiếc xe mà cũ á, chắc là muốn mất mạng rồi. Cho nên bây giờ nhờ lấy xe mới nó tốt thì nó bảo vệ cho bây giờ con còn cái mạng đi về nữa con à.孩子他这个孩子一听说啊你怎么左边右边都对你怎么讲也都对哎这个问妈妈说妈妈你怎么这样讲也对啊这样讲也对你怎么这么开朗刚刚那个什么老就扯哎妈呀这么老啊哎妈妈说你怎么反反差也怎么反你们反也怎么反你怎么反我哪没老怎么黑怎么反你怎么反也呢哎 妈妈就告诉他说：“当然喽，我这样讲也对，这样讲也对，只要我的儿子能够保住性命，就什么都对了。”哦，dĩ nhiên là mẹ phải nói như vậy. Cho dù mẹ nói như thế này cũng đúng, mà nói thế kia cũng thế nào mẹ nó cũng đúng hết. Miễn sao con của mẹ nó lành mạnh, nó đi về với mẹ đó là cũng đúng hết. Con là thật lạc quan. Mama này tinh thần sống lạc quan là như thế. Mama dùng lạc quan的这种 表达讲话的方式，他就是希望啊，儿子呢，儿子碰到这个车祸，把这种痛苦的心把它调过来，调回来。Bởi vì mục đích của bà mẹ, bà nói những cái điều lạc quan như thế là mục đích giúp cho người con để buông xả bỏ những cái điều mà tai nạn vừa qua. Mong rằng con mình nó buông để bỏ đi, làm thế nào con của mình cũng là may mắn, cái gì cũng là may mắn quay trở về. Đó là một cái kết nối lạc quan để giúp cho người con quay trở về lại và suy nghĩ lại, đó là điều đó nó đã trôi qua rồi và bây giờ mình vẫn được may mắn, đó là điều quan trọng nhất. Chứ chào rồi, đỡ quan khai đảng được xin à. Đó là một cái quan niệm mà coi như là lạc quan và nó cảm lắm, thấy giúp cho mình nhẹ nhàng thân thoát. Dư bẩn 有一个非常非常非常非常的文学家写文章写得特别好的文学家。ở Nhật Bản nó có xuất hiện một ông ổng là một cái nhà văn viết văn thơ cực kỳ hay luôn. 他
出生的时候，母亲生下他的时候，医生怕这个母亲受不了打击啊。 嘛 bởi vì khi mà ông ta sinh ra đời thì bác sĩ cũng sợ rằng là bà mẹ mẫu chi chứ mà mẫu chi chứ chứ với bà số thấy được cái hài tử, ta sẽ sợ rất là đả kích. Có nghĩa rằng là sợ rằng khi bà mẹ sinh đứa con ra như vậy là bà cảm thấy bị tổn thương mà giống như là không hài lòng khi mà sinh ông ra đấy. 护士小姐就把那个孩子的脐带剪掉以后，用那个布把它包起来，赶快就。 哎，移到另外一个病房，一个病房放在那里。 và sau khi sinh ra như vậy thì cô y tá tôi mới cất rốt xong rồi cô bao lại và cô đem cái đứa bé bỏ vào một cái phòng bệnh khác. 他的母亲一直要求我孩子长没有给我看，我没有看到我孩子的脸，我都没有看到啊。 ngay lúc đó bà mẹ mới nói rằng cái bà mẹ ông mới nói rằng này con tôi sinh ra mà đến giờ tôi chưa nhìn thấy con của tôi. Bởi vì bác sĩ có dụng ý là sợ bà nhìn thấy con được bà tổn thương, cho nên vì vậy mà mới đem đưa con nó đi. Bà nói sinh ra tôi vẫn chưa nhìn thấy con của tôi, cho tôi nhìn mặt đi. Y sinh, phụ sư, tôi骗他说，哎呀，你孩子哦，黄疸病很重，黄疸病很重啊，现在不能看，现在不能看啊。 và bảo rằng là mà ông bác sĩ ông nói với y tá nói rằng là ôi con của bà nó sinh ra nó bị một cái chứng bệnh hoảng tạng bệnh là một cái bệnh gì đó nó rất là nguy hiểm cho nên bà đừng có nhìn mà đừng có đến gần. Và một tháng trôi qua. Ôi yo, cái phụ sư y sinh à, đã không có cách nào ẩn mán rồi, không có cách nào ẩn mán nó. Và cuối cùng bác sĩ và y tá cũng không làm sao giấu được bà. 大家很紧张，就带着这个妈妈呢，带着妈妈去看他的儿子喽。và cuối cùng cũng không có cách nào hơn, cho nên cuối cùng phải dắt cái bà mẹ đến để gặp thăm cái đứa bé con của bà. 但是他这个儿子出生的时候，你知道吗？他没有腿，没有双腿，没有双手，手也没有，腿也没有，就圆滚滚的一个孩子出生的时候。 và khi mà đến thăm như vậy thì mới biết rằng là cái đứa con sinh ra nó không có chân, không có tay, nó bị tàn phế một rất là thê thảm. 结果呢，这个妈妈呢，看到她的孩子，她第一句话，妈妈就讲说，好可爱呀！nhưng mà một điều lạ thấy khi mà người mẹ đến vừa mới gặp con xong thì cái câu đầu tiên bà nói là, ôi con ơi sao con dễ thương thế này vậy con? 很多妈妈如果看到自己的孩子没有腿没有手，一定很伤心，一定很打击。 thay vì bao nhiêu người mà nếu mà một khi mà gặp con mình sinh ra mà tàn tật không chân không tay như vậy thì rất là tổn thương và đau lòng, nhưng mà bà thì khác. 但是这个一无阳光的妈妈呢，很乐观的，非常乐观的，她又自己很大的爱心，慢慢的教养出一个这个孩子，让他很有自信。 他不自卑，也不可怜自己，不要觉得自己可怜，好让这个很重度的这种残障的这个小孩呢，慢慢的一直培养，后来变成日本最大的文学家。 cho nên khi mà bà nhìn như vậy thì bà vẫn dùng một cái tinh thần lạc quan để bà nuôi dưỡng cái đứa con mình bằng cái tinh thần cố đó và để cho nó được tự lực. Và nó không phải tự mình mà có một sự thê thảm mà bi ai đau khổ về chính mình, mà hãy nuôi dưỡng nó bằng cái tinh thần lạc quan và biết tự lập tự chủ lên. Cho nên không ngờ rằng khi bà nuôi dưỡng lớn lên với một cái tinh thần đó thì ông ta trở thành là một nhà triết học văn học nổi tiếng của Nhật Bản, là người không có tay và chân. Ta từ tiểu học, trung học, cao trung, đại học, đến học sĩ, bác sĩ, đều tốt nghiệp rồi, rồi rất là nguy hiểm văn chương, biến thành thế giới, Nhật Bản, nổi tiếng nhất văn học gia. Cho nên qua một đời của ông học từ lớp tiểu học, trung học và đại học và ông ra đến thạc sĩ, tiến sĩ, các cuộc đời của ông như vậy và ông trở thành một người viết văn rất là nổi tiếng và được là đó là một nhà nổi tiếng văn học của Nhật Bản. Này, 很多的母亲如果碰到自己的孩子这种样子，一定是哎呀垂头丧气啊！哎呀，我是造什么业啊？为什么上帝给我这么安排啊？我多么可怜啊！一直在那怨天。Hay những người mẹ thông thường thì họ lại đau khổ, họ đập đầu, họ cái băng la. Trời ơi, tại làm sao mà tôi cái nghiệp chướng gì mà tôi sinh ra đứa con như thế này, đau khổ như thế này, vang trời.
trời thang đất. Nhưng mà đối với bà dùng tinh thần lạc quan để mà bà nuôi dưỡng con bà. Đó là một người khác với tất cả người bình thường. Đấy, đấy. Đấy. Và cuối cùng bà đã dùng cái phương pháp lạc quan nuôi dưỡng con bằng cái tinh thần lạc quan để mà mình cũng xoa dịu cái nỗi đau của chính mình và nuôi một cái tinh thần đó mà trở nên thành một cái sự có một cái sáng ngời trong cuộc đời và đưa đứa con lên một tinh thần cao thượng hơn. Lạc quan 的人能够让别人能够看得开也让自己看得很远。Cái tinh thần lạc quan của chính mình sẽ đem lại được một tinh thần lạc quan cho người khác để giúp cho người khác cũng có một tinh thần để mà có một sức sống. Thì đó là cái tinh thần lạc quan của mình đối với tất cả mọi người đem lại cái điều hay đó lạc quan cho mọi người cũng vậy. Lạc quan 的人可以帮助自己，可以帮助别人、他人度过各种的难关、各种艰难。Cho nên cái người lạc quan không những mà mình dùng lạc quan để mình giải quyết bất những cái sự khó khăn trong cuộc đời của mình mà cái lạc quan nó còn giúp cho người đối phương họ cũng có một cái tinh thần thần lạc quan mà có sức sống đó là một cái tinh thần có thể giải quyết được mọi vấn đề. À, thiên đồng bây giờ. Đó là một cái tinh thần của Đức Phật dạy. Quý vị nghe hiểu chứ? Có chứ. Nếu mà nếu mà hôm nay, nếu mà thấy được người lạc quan, nếu mà nghĩ 哎呦，我这个老公哈，虽然长得不怎么样，但是哈，你看上天会安排他，我跟他当夫妻，一定有姻缘的。我一定要好好的恭敬我老公，我爱戴我老公。这样，你用乐观的心，你看跟别人比较，哎呦，我老公多照顾家庭了。虽然长得不漂亮，钱也赚得不多，薪水也不高，但是他很爱家庭，很爱孩子。你看多好啊！哎呦，我是世界最幸福的人啊。Nếu có một người mà ví dụ như quý vị mà có vớ phải được ông chồng sợ hơi đó hả, thì quý vị phải nghĩ rằng ôi dù sao đi nữa chứ ông trời dây tơ hồng đã kết cho tôi với cái người đó, mình phải có một sự an bài định mệnh rồi. Như vậy thì chúng ta cũng phải biết vui biết sống, dù sao ông chồng mình ông cũng đã đi đến với mình trong một cuộc đời thì chúng ta biết rằng là ông cũng là mặc dù cái mặt ông không được đẹp nhưng mà dù sao ông biết thương vợ thương con cũng hơn người ta. Ôi đó là tuyệt vời, vui lắm rồi, đừng có trách móc mà chứ ôi dồi cái bà kia bà có chồng con như thế này như nọ nhưng mà mặt đẹp nhưng mà rốt cuộc chẳng biết thương vợ thương con. Như vậy mình phải biết tìm cái cách để mà mãn ý cho chính mình, đó là đôi sống tinh thần lạc quan, hãy tìm cái điều hay để mà suy tư cuộc đời mình có vẻ tươi đẹp hơn không. Tôi muốn cảm ơn Thượng Đế đã sắp xếp người đàn ông này cho tôi làm chồng, cho người đàn ông này cho tôi làm chồng, tôi rất vui mừng, rất hạnh phúc, rất vui mừng, rất vui mừng, mỗi ngày rất vui mừng. Cho nên chúng ta phải biết rằng cảm ơn trên trời, mà cái ông duyên tơ hồng nào mà kết duyên cho mình, cho một ông chồng như vậy, ôi được ông chồng như thế là mừng lắm rồi, vui mà cảm ơn trời đất đã cho tôi được một tấm chồng như thế, cứ vui như thế mà để hoan hỷ để đón nhận cái ông chồng đó. Lạc quan, đó là lạc quan. Nhưng mà không biết bà nghĩ như vậy nha, mấy ông cũng phải nghĩ như vậy nghe chưa? Trời ơi trời sinh ra cho tôi lấy cái bà xấu thật là xấu nhưng mà dù sao đó cũng là vợ mình, nó cũng tuyệt vời đẹp nhất trên đời. Lão công yêu xiang so cái lão bố trông đẹp phăng phăng đẹp, nhìn thấy tai tai đẹp, ai nha, sao không được? Vì sao không được? Nhưng mà họ bà gia đình lộn đẹp, gan gan chín chín đẹp, ba bữa đều lộn đẹp, rơ rơ đẹp, tôi đi về lại, mà sang có thể ăn. Ai nha, tôi cái lão bố, tai vĩ đại lắm. Cho nên mấy ông cũng vậy, mặc dù tôi lấy chúng cái bà nó mập, nó ù, nó béo, nó xấu xí, ăn nói vô vô gì. Nhưng mà bởi vì tôi đi về cái là bà biết nấu cơm nấu nước cho mình ăn, bà biết nấu cơm nấu nước cho con, cho cái nhà cứ sạch sẽ. Ôi tuyệt vời, lấy được cái con mụ, sao mà nó dễ thương quá trời. Ôi da, lão bố, ôi da, là của mình gia đình bên trong xuất hiện được quý nhân à, tôi thấy hầu hầu sỉ hoan ồ, thay cái gì đó. Trong nhà mình toàn là người quý nhân không mà sao mà tuyệt vời, quý quá thế quá đi thôi. À, cho nên, tôi mình phải lạc quan, có hầu cái giáo độ đi khán người khác, là đi, nhật tử sẽ rất hảo qua. Cho nên cuộc đời chúng ta biết cách nhìn cái lạc quan, cho nên chúng ta thấy lúc nào nó cũng hay và nó cũng đẹp hết á, chứ đừng có dại mà nhìn trái ngược lại là đâu khổ đáng mà chịu. Ô cao su nhỉ? Cho quý vị biết chưa? Những cái ông này. Ấy, Ấn Độ, Ấn Độ.
有一个很偏僻乡下地方, 有一个很偏僻乡下地方, 有一个很偏僻, 那都是一个很野蛮的, 很野蛮的人, 没有受教育的, 那những người đó là, họ cũng giống như là người xa người thành phố, cho nên họ không được giáo dục tới nơi tới chốn. 他们有时候要开那个道路啊, 道路要开, 碰到一棵大树, 哎呀, 他们 不会用那个刀子啊，锯子啊来锯，他们不会。 cũng giống như là khi cuộc đời họ mà khi mà họ mở đường đi như vậy, khi mà mở đường ra thì nó trúng vào cái cây, thì thay vì trúng vào cái cây họ cũng không biết cách để làm sao mà để chặt cái cây nó đi, để dời cái cây nó đi. 他们不会去锯哦，那怎么办？怎么让这棵树呢？这棵树赶紧能够看怎么样方法能够移走啊，或者是怎么办呢？现在怎么办？这个树要怎么移开呢？怎么办？ Và khi mà đụng đến cái cây như vậy thì họ cũng không biết cách làm thế nào giải quyết, không biết làm sao mà để đưa cái cây nó đi, dời chuyển nó đi, thì họ cũng biết làm sao giải quyết vấn đề này. 所有这个乡下的人啊，把所有的人民啊，所有的人民全部都把它集中起来，集中起来就跟着树讲啊，跟这棵树，我讨厌你，我不喜欢你，你赶快死掉吧，你赶快死掉吧，一直骂他。 Và cuối cùng đó, họ lại dùng cái phương pháp khác, họ đi về làng gọi hết tất cả người trong làng ra, đứng xung quanh cái cây và chửi. Và chửi, tôi ghét ông lắm, tôi gặp tao ghét mày lắm, mày chết đi cho chết tôi, mày đi cho rồi, mày đứng mày chặn đường tao, nó chửi nó cứ suốt ngày, chửi cái cây đó. Ồ, chết cũng rất kỳ quái à, rất là kỳ quái. Cái cây đa su à, 3天以后, nó sẽ khú sử à. Ôi, một điều kỳ lạ, 3 ngày sau khi mày nghe chửi quá, cái cây nó chết, mất khùng. 哎，就枯死了，结果就赶紧，人家就继续以走了，这个路就可以通畅。và cuối cùng là họ cưa chặt cái dời, cái cây nó đi, nó chết là đi dời, cái cây nó đi. 各位注意听啊，注意听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 ，
cái hồn của cây, cho nên khi mà mình thử nó biết buồn thì nó chết liền. Nếu như bạn đối với chính mình, vợ, con cái, mỗi ngày mắng nó, ôi trời ơi, tôi không thích bạn, cũng giống như vậy trong gia đình của mình, nếu mình có một đứa con, một cô vợ hay gì đó mà nó không vui, cả ngày bắt tao ghét mày, tao chửi mày, tao đi chỗ khác mày đi, rồi tao cứ chửi nó biết, thì khi nó buồn, nó chán, nó xuống tinh thần, từ từ nó cũng xa rời, nó cách tách rời mình ra, nó không còn gần mình nữa, rồi nó bỏ nhà nó đi luôn, hoặc là nó tự nó chết mất. Vì chúng ta, bởi vì cái con người, cái lời nói của con người á, nó kinh khủng lắm, nó cũng có trọng lượng lắm, nó cũng nguy hiểm lắm. Đó là một cái lời nói của con người, rồi cái miệng của mình nó kinh lắm. Chúng ta là hận tù đó. Không có cái gì mà nó đọc bằng cái miệng của mình, nó đọc đọc kinh khủng luôn. Chúng ta, Phật, mỗi ngày, chính như quý vị thấy không, như Đức Phật á, mỗi một ngày ngài đều nói những lời tốt lành, ngài nói 8 tháng lời thành Phật, cho nên thành Phật. Chúng sinh一直讲坏话，讲坏话，所以我们堕落，我们受苦。Còn ngược lại, chúng ta cứ mỗi ngày nói toàn cái chuyện nhưng mà tồi tệ, toàn là ma, toàn là mắng chửi nhắm nhiếc người ta không, trên cả ngày chúng ta nói ra nó ra là đọa đầy, cho nên chúng ta cứ càng lúc là càng xa đọa. Cho nên trong gia đình của chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta muốn nói với chồng với con của mình cũng vậy, chúng ta phải nói với vợ mình vậy, nói với bạn bè đối phương cũng thế, chúng ta phải nói những lời hay, những lời tốt đẹp, những lời tán dương tán thán thì mới kết cái thiện duyên, chúng ta mới được gần với nhau, được sống không mới được chứ. Và cái điều quan điểm thứ ba là chúng ta phải biết nói những cái lời hay. Bạn经常说好话，自己也快乐，别人也会觉得很快乐. Bởi vì mình thường nói những lời hay tán thán mọi người thì chính mình cũng được an lạc. Đúng không quý vị? Nếu
Cho nên trong gia đình mình thường mắng chửi chồng như vậy thì cũng chẳng khác nào giống như cái cây mà mình chửi nó thì nó cũng khô héo vậy. Có cần dịch không? Dịch hả? Còn sẽ suy của suy giao phai nè. Bởi vì ngày đó nếu mà ở nhà cả ngày mà gặp chú ông chồng chửi đâu vậy? Trường hợp cái ngày ông chết tiêu mất từ đây nè. Lúc đó cao su đi, nó sau đi cho hậu hối là. Và lúc đó khóc lời mà hối hận đấy, mày giỡn đó. Suy, tôi mới phải nói hảo hoa, xiang yao xiang hảo, so yao so hảo, zuo yao zuo hảo. Cho nên đó, trong đời chúng ta cũng phải là tư duy nghĩ những điều tốt lành, rồi nói những lời tốt lành và xiang hảo, cho hảo, so hảo, so hảo, so hảo, so hảo. Cho nên nó suy tư những cái điều tốt lành hay và nói những lời cũng đẹp để vừa lòng và làm những hành động cũng đem lại an lạc. Không có sân khí, bất khí, bất hận, bất tham. Cho nên nó không sân, không si, không tham. Nếu quý vị có thể như vậy, thì trái tim mỗi ngày đều rất vui vẻ. Nếu quý vị mà làm được điều đó thì mỗi ngày quý vị đều được an lạc vui vẻ rồi. Hiện sự tại sinh hoạt hiện tại của sinh hoạt bên trong, ni vô tai vô nạn, bình an vĩ祥. Và hiện thời người đó sẽ được tai qua nạn khỏi mà kiết tử. Ni mei you gen renjia jie e yan, mei you jie e yan. Vì cuộc đời chúng ta trong một đời người đó không có kết cái ác duyên với người khác. Ni de linh hồn, ni de linh hồn, ni de linh hồn, bu wei u dan, mei you u dan. Và cái linh hồn là mình gọi là thần thức của mình á, nó không bị ô nhiễm, ô uế những cái điều dơ đấy. Cho nên đi, xin hãy bây giờ đi chi thổ thai, cái tầm cạn tinh cái linh hồn cho vào cạn tinh cái địa phương. Và cuối cùng khi chúng chết, ta chết chúng ta đầu thai một thế giới khác và cái thần thức của chúng ta trong sáng và sạch thì chúng ta thần thức cũng đầu thai về một cái tinh thần cũng trong sáng và trong sạch. À, đi nếu có hoài hận, hoài hận cái linh hồn, hận hận cái linh hồn, đi cho vào hận hận cái địa phương. Và một khi nếu mà người thường sân hận như vậy thì chúng ta hận như vậy khi lâm chung chúng ta ra đi, sinh vật thế giới cũng là hận thù và hậu quả. À, nhân sinh của 以后 cái mệnh vận, nhân sinh của 整个 cái mệnh vận là 掌握 在 你 现在 的 手. Cho nên một đời người mạng vận mệnh của con người nó nằm trong cái bàn tay của mình, trong chủ đích đó là mình chứ không phải là ai cho mình. À, suy, đi mày thím minh bài mày à? Quý vị nghe có tưởng tượng rõ ràng không? Cho nên hãy cười, hãy vui với người khác. Đừng có cảm giác làm. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, 刚刚 讲的 第一 个 问题 是 什 么？ Cho nên sư phụ vừa còn nói mấy cái điều là điều thứ nhất là cái gì? Xiang tư duy suy nghĩ điều hay điều tốt rồi cái gì nữa nói những điều lành điều thiện để cái chuyện duyên rồi hành động và cử chỉ thân của mình đều là tốt lành vậy là cái chưa xiang hào xua hào chua hào. Họ đều có ở đây nghe rồi, chúng ta sẽ cho mọi người nghỉ 20 phút. À, bây giờ quý vị nghe được hết rồi, bây giờ để cho quý vị suy nghĩ 20 phút. 20 phút. 20 phút mà. Mà là 20 phút chứ không phải 2 phút nha. Hả? À, bây giờ được nghỉ 20 phút. 好了以后我们就开始准备，待会师父有很多很好话告诉大家。 Và nghỉ 20 phút xả hơi xong, sư phụ sẽ có nhiều chuyện nói với quý vị. Còn tôi là giúp già chuyện. Sư phụ có nhiều chuyện nói quý vị lắm, còn thầy thì già chuyện lắm, yên tâm. À, bây giờ chúng ta chỉ đi khởi thân đứng dậy. Thí xiang sang quân sư. A di đà phật. Tại quân sư. A di đà phật. Sang quân sư. A di đà phật. Nam mô.
Namo Aida.
Namo Aida Padma.
今天早上呢，有偶尔会提到有一些时候会提到阿弥陀佛这个救度的方法哈，要方法怎么样救度你的方法，这是阿弥陀佛的愿力，阿弥陀佛的慈悲，师父有介绍这一段。那么知道说阿弥陀佛这个念佛法门叫做救度法门，就是救度是阿弥陀佛要来救度你的，这叫救度法门。 Như hồi sáng nay chúng ta thỉnh thoảng cũng nhắc đến vấn đề mà pháp môn về tịnh độ mà sư phụ đã giới thiệu cho quý vị đó là cái nguyện của Đức Phật A Di Đà. Và cái nguyện Phật A Di Đà ngài dùng danh hiệu của ngài để cứu độ tất cả quý vị, cho nên những cái điều đó được gọi là cũng gọi là pháp môn là cứu độ. Nhưng mà một bản là, so với其他的修行方法，我们叫做修行法门，叫做修行法门。 Tất cả những cái phương pháp mà chúng ta tu tập thường, chúng ta được gọi là những cái phương pháp đó là phương pháp tu tập. Còn cái phương pháp hành niệm Phật này không gọi là tu tập mà gọi là được cứu độ. Nhi xiu xin phá mấn là khao tự lý, tự chỉ的 lý lượng. Chúng ta mà tu tập là chúng ta phải nỗ lực của chính mình để làm mà dụng công tu tập, thì đó được gọi là nương vào tự lực của mình mà tu tập. Niệm Phật là他力, là A Di Đà Phật cái danh hiệu, cho bạn, bạn A Di Đà Phật cái lực lượng, đến cực lạc thế giới gọi Nhưng mà khi mà tình độ chúng ta gia trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà, là chúng ta nương vào cái lực và lời pháp nguyện của ngài Di Đà, cho nên chúng ta nương vào danh hiệu đó thì những người mà gia trì danh hiệu niệm Phật thì được gọi là tha lực, bởi vì chúng ta nương vào cái lực của Đức Phật A Di Đà mà cầu vãng sanh an lạc quốc. Nào, 靠自力，自力是很难修行的，很困难修行的。 Nếu mà chúng ta gọi là tự lực mà tự mình nỗ lực tu tập, được gọi là pháp môn tu tập đó, thì rất là khó để mà đạt được, bởi vì chúng ta phải nỗ lực của mình ra mà tu tập. 你是一个很有善根，很有福报，你是一个菩萨，成愿再来，那么你要修自力，才够这个条件。 Một cái người mà tu tự lực như vậy thì cái người đó phải là thánh nhân, phải là Bồ Tát hóa thân hiện thời lại và dụng công tu tập bằng sự nỗ lực của mình, thì đó là để cho tu tập cho những hàng thánh nhân Bồ Tát, thì đó mới có thể là tu được cái tự lực đó. Tự lực修行一定要靠自己本身的能力，把你自己的内心那些欲望 嗔恨啊，不满，或者对世间的这种追求，完全能改变，彻底的把它消灭掉，做到很干干净净的。那么做你做不到，你就堕落；做得到，就靠自己的能力要去做，这叫自力，很难的。 Bởi vì tự lực là mình nương vào cái tự lực của mình dụng công tu tập để đoạn diệt tất cả cái phiền não, là phải diệt hết tất cả sân hận, diệt cả tất cả cái mà đau khổ hận thù báo oán vân vân, mà diệt tận một cách sạch sẽ mà để đạt đến cái chỗ chân như thanh tịnh bằng cái sự nỗ lực dụng công tu tập của mình, thì đó được gọi là tự lực mà tu tập mà đoạn diệt tất cả. Thì chúng ta phải làm được thì chúng ta mới đạt được thành tựu và đạt cái quả vị đó. Nếu ngược lại chúng ta không làm được thì không may, không khéo chúng ta sẽ sa đọa và đọa vào địa ngục. Đó là bây giờ tôi ví dụ một cái để cho quý vị nghe dễ hiểu hơn. Ví dụ như là ngay từ bây giờ chúng ta thấy là khoảng 400 năm trước, 400多年以前, đại khái là coi như là 400 năm trước đi. Có Minh朝的时候，明朝，vào thời nhà Minh,
Và trong cái đời nhà Minh đó có một người rất là học vấn rất là cao, đó là Xuế Sở. Wang Yangming, Wang Yangming, Xuế Sở. Sự văn chuyên gia. Nói chung là một nhà văn học rất là giỏi, và ông ta tên là Vương Dương Minh. Ta tại đương đại à, đương đại là một người mà mọi người đều kính phục, tôn kính, tôn trọng một người đại học văn học gia. Bởi vì trong thời kỳ đó mọi người rất là cung kính và ái mộ, và ông ta là một vị, bởi vì ông ta là nhà văn lỗi lạc. Ta đang học 50岁的时候，và vừa đúng lúc ông khi ông 50 tuổi, ta đến một cái sư miếu để tham bái. Ông đến một cái chùa để lễ bái. Ta tiến vào cái sư miếu đó rồi, nhìn, hình như rất quen thuộc, rất quen thuộc, giống như trước đây đã ở vậy. Và khi ông vừa đến cái ngôi chùa trong ở đó thì ông nhìn, ông nhìn thấy rất là một cái điều mà bạn thấy rằng là nó rất là quen thuộc, thân thuộc với mình, như là mình đã từng ở đây qua một thời gian rồi. Kết quả, ta ở trong cái sư miếu à, đâu chỗ đi, kan, tham quan. Và cuối cùng ông ta mới đi vào trong chùa đó, và ông tham quan đến chỗ này chỗ nọ, ông đi tìm, ông coi. Đâu hậu miền cao hậu có cái bị quan phòng à, có cái bị quan phòng. Hả, đi kan, thấy xấu xí rồi, hậu xiang y chén chu qua y an à. Và cuối cùng ông đi ra ở phía sau thì ông nhìn thấy có một cái tịnh thất, một cái thất đó để mà mọi người nhập thất đó, bị quan mà nhập thất đấy. Thì ông nói như cái này quá thật là thân thuộc, mình rất là quen, mình đã từng, hình như là mình đã từng ở đây từ thuở nào rồi. Ta cho bài thua là bài thua lì mên đờ phá sư xô, phá sư à, phá sư đi chứ bây à, băng ổ chơi cái bi quan phòng tả khai, ổ chuyên chí khăn khăn à. Và lúc đó ông mới đi thỉnh các vị sư ở tại chùa đó là làm ơn quý ngài có thể giúp con mở được cái tịnh thất này cho con vô để mình nhìn nhận được không, nhìn coi được không. Chứ cái xảo sư phụ chơi cao su ta xô, ấy à, Wang 先生啊, Wang Yangming 先生, 这个任何地方都可以参观, 但是这个闭关房不可以进去。 Và mấy chú tiểu trong chùa trả lời với ông Dương, ông Vương Dương Minh rằng là chỗ nào ông cũng được đi tham quan hết, mà đặc biệt cái chỗ trong tịnh thất đó thì ông không được bước vào, không có cho phép. Oh, cái Wang Yangming 呢就告诉他说，哎呀，我很熟了，我这个地方我很熟了，拜托了，无论如何，你一定要开门，我进去看。Và ông ta cứ một mực nói với các chú sa di rằng này, bất kể nó là điều gì đi nữa, bất kể nó là làm sao, tôi nhất định phải cho tôi phép tôi được đi vào tham quan chỗ này, bởi vì chỗ này tôi rất là cảm thấy rất là thân thuộc và quen cái gì của tôi đấy, cho nên bất kể làm sao đi nữa, xin mấy ông giúp cho tôi để cho tôi được đi vào thăm. 后来，这个小师傅啊，小师傅没办法呀，没办法，这个应了这个拒绝这个王阳明先生的啊这个要求。后来把门打开了，就门打开，好，我去拿钥匙把门打开。Sau khi nghe ông nài nỉ như thế thì không có cách nào hơn, thì các chú bảo thôi bây giờ chẳng có phương pháp nào thì thôi để cho ông đi vào thăm vậy. Cho nên các chú đi lấy tìm chìa khóa để mở cửa cho ông ta vào. 他一进去的时候，看到一个老和尚肉身不坏，五十年前他刚好断气了，刚好往生了，坐的那个人的那个样子，那个肉体不坏，坐在那个桌子上。khi mà ông mở cửa bước vào, ông nhìn thấy có một thân tướng của một vị hòa thượng, đó là để lại nguyên một cái nhục thân xá lợi, cho nên nó bảo tướng nguyên một nhục thân ngồi y nguyên như vậy, mà thân thể vẫn còn y nguyên.và khoảng 50 năm trôi qua. Họ, chỉ có ta ít khi thấy cái mặt à, cùng ta hiện tại cái mặt trông được một模一样. Ai ya, sao mà đều giống thế? Và một điều kỳ lạ khi ông ta nhìn cái bức tượng xá lợi đó, thì ông ta nhìn thấy, ôi, tại sao mà cái mặt mình với cái mặt tượng nó giống nhau y là một khuôn vậy? Sau này, cái ông Wang 先生 à, 就看一看，看一看，看一看以后，就往后头看了，往后面再看。看到后面的墙壁，有一个墙壁写了一诗啊，写一对诗。và cuối cùng ta đi nhìn xong, ông ta đi ra phía sau cái xá lợi đó, thì ngay chỗ cái vách tường phía sau đó, ông ta nhìn thấy có một câu thơ. 他上面这个老和尚在五十年前要断气的时候，
他就已经写在墙壁了。Và cái câu đó có nghĩa là do một vị hòa thượng này khi 50 năm trước khi ông ta nhập định mà ông tắt hơi thở đó, thì ông ta đã viết một cái bài đó để phía sau vách tường. 上面写到说 50 年后王阳明。Và trên đó đều đề là 50 năm sau Vương Dương Minh. Hey. 50 年后王阳明就是他本人。Và 50 năm sau Vương Dương Minh đó là ai? Đó là chính ông ta. Hey, 开门他说关门就是开门人，关这个门跟开门人是同一个人，所以关门的人就是开门的人。Và nói rằng là cái người mà đã từng mở cái cửa này, một cái người đã từng đóng cái cửa này cũng là cái người mở cái cửa này ra. Hey.灵魂啊，这个灵魂，那个灵魂，虽然五十年后，现在又回来了。Và như vậy là cái thần thức, cái linh hồn của cái người đó, sau 50 năm, thần thức đó đã quay trở lại. Oh, 王阳明啊，一看啊，原来老和尚往生了，我又来出生了。五十年就是我，和尚死了就是我。Và ông ta nói, 啊，đúng là 50 năm trước.Của hòa thượng ngồi đó chính là mình, là người chuyển thân của thân này là Vương Dương Minh, chính là mình vậy. À, chính của, 你看那个老和尚修行修到五十年以后会发生的事情，他都知道，都写在墙壁上。你看这个。Quý vị thử nghĩ coi, một vị hòa thượng tu mà đạt tới cái chỗ trình độ mà biết rằng 50 năm sau mình sẽ quay trở lại như vậy.Một đó là một vị hòa thượng như vậy đấy. Thì là công phu à, công phu học bao nhiêu à? Như vậy quý vị thử nghĩ coi, công phu của ngài có phải là tuyệt vời không? Đúng không? Công phu rất tốt, nhưng mà ngài lại chuyển thế, lại đầu thai, ngài lại luân hồi à? Nhưng mà công phu mặc dù là tuyệt vời như thế, thế mà 50 năm sau lại chính là người đầu thai luân hồi quay trở lại, đó là Vương Dương Minh. Nếu có他一利用他这么好的功夫，他念佛发愿往生，然后到西方去成佛，他就不要再来投胎啦。Nếu mà ông ta có mà ngài ngài cái tình thân của ngài, nếu mà có khả năng mà niệm Phật cầu vãng sinh thì ngài đã được vãng sinh rồi, chứ đâu đến nỗi mà bây giờ mà phải quay trở lại để đầu thai trở lại thành Vương Dương Minh Vương Dương Minh đâu, thấy chưa? Chứ cứ đạo sang họ.当时他没有念佛，他就靠自力修行，有很禅定的功夫，但是呢，没办法了生死，照样堕落，照样再来轮回，照样来投胎。如果他今天有念佛，以他的功夫啊，老早就到西方了。Như vậy chúng ta thấy rằng là một vị lão hòa thượng như vậy mà ngài có thiền định mà nhập định như vậy, mà cuối cùng ngài tu tự lực của ngài đó, cuối cùng dụng công phu như vậy, mà cuối cùng sau 50 năm là ngài lại chuyển thân làm một vị người là Vương Dương Minh để rồi mà đến mở cửa như thế. Chứ phải như mà ngài tu mình niệm Phật để rồi nếu mà tha lực của Đức Phật Di Đà mà cầu vãng sinh thì chắc có lẽ ngài không phải mà quay trở lại luân hồi mà để mà đứng lại nơi đây. Đúng rồi. Đúng không quý vị? Bởi vì niệm Phật để cầu vãng sinh thì ngài đi rồi, chứ ngài không có quay trở lại. Thấy chưa? À, 所以啊，这个自力修行啊，好，很困难。Cho nên cái điều đó chứng minh rằng chúng ta thấy rất là nguy hiểm khi mà tu tự lực, và chúng ta phải là thận trọng. Nếu không thận trọng thì không kể chúng ta quay trở lại một cách bình thường. Dễ dàng quay trở lại. 没有办法靠自力，想要把这个生死啊彻底把它斩断，很困难。Cho nên nếu mà chúng ta không có thể mà tự lực được, thấy chưa? Mà trong khi chúng ta không tự lực được mà chúng ta làm như vậy, tu như vậy thì khó mà có chúng ta cắt đứt được đoạn sanh tử luân hồi. Nếu mà niệm Phật khao tha đi, 你只要一念佛，阿弥陀佛救度我们，我们就顺顺利利的、平平安安的到极乐世界。到了极乐世界，一定花开见佛，一见佛，你马上你可以成佛。Trong khi nếu mà tu về tịnh độ thì nó lại dễ dàng, bởi vì chúng ta nếu mà lực của Đức Phật Di Đà mà phù hợp vào cái nguyện lực của ngài, mà chúng ta chỉ là đơn giản niệm Nam Mô A Di Đà Phật chân niệm của ngài, thì chúng ta đầy đủ công đức và niệm như vậy thì phù hợp nguyện của ngài, cho nên khi lâm chung ra đi, ngài mới đưa mình về thế giới của ngài, mà nơi đó hoa nở thấy Phật và thành Phật. Thà được ba ba,
刚刚他跟我讲他的爸爸往生的经过。 Và giống giống như là vị này nói cho tôi nghe là bố của vị này và cũng vừa vãng sinh, quá trình của vãng sinh. 他在越南, 他爸爸住越南. Và mẹ của ông ta, bố của ông ta ở Việt Nam. 40年前他开始念佛, 一直念佛. Và 40 năm trước là đã bắt đầu khởi sự niệm Phật, niệm Phật. 念到最后要走以前前两天 都知道阿弥陀佛要来救度他，要来接他。 Và ông ta cũng biết trước được ngày chết mà trước hai ngày và khi ông ta ra đi, ông ta biết trước được là Đức Phật đến tiếp dẫn ông ta ra đi về thế giới của ngài. Hey, 2-3个礼拜前，2-3个礼拜，他爸爸要往生，所有的花全部都开了，所有的花全部都开了。 Và trước mà khi mà ba tuần ông cụ bố của ông này mất đấy, thì trong vườn hoa rồi tất cả hoa đều nở. Hết tất cả toàn bộ hoa nở. 他死了以后，他的脸呐，红润的，非常的柔软，非常的柔软。 Sau khi ông ta mất rồi, ông ta gương mặt tướng hồng hào và thân mềm mại. Ồ，各位，他爸爸是个在家人啊。 Trong khi bố của ông này đó là một người tại gia mà. 他只有念佛而已啊。 Chỉ có niệm Phật mà thôi. 你看，结果到最后往生这么安详，啊，境界这么高。 Khi ông ra đi, ông lại được an tường một cách nhẹ nhàng, thanh thoát như thế. Đó là một cái sự hiệu quả của cách tu tập tha lực. Đúng không quý vị? Đó là A Di Đà Phật lại đến cứu độ, cho nên chúng ta tu pháp môn cứu độ là vậy. Sư phụ phải nói một cái nhân sinh hoàn chỗ không tương phản. 人生何处不相逢啊，不管哪个地方都会有见面的机会的，不管到哪里都会见面。跟某个人，你不管到哪里都会见面。相逢，相逢，人生何处不相逢啊，人生何处和和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 和
痛。嗯，你认为？你现在如果你现在师父讲什么，你觉得不高兴，你要骂我，以后说不定我们还会见面。哎呦，不好意思。Bây giờ hôm nay mà sư phụ nói gì mà quý vị không hài lòng mà đi mắng cự với nhau thì biết đâu mà chúng ta lại quay trở lại gặp lại với nhau nữa đó. Oh, 有一个年轻人啊，有一个年轻人，他在读医学院，医学院，医学院就是读当医生的，医生的在学校读书。Có một người thanh niên trẻ, ông ta học về bên cái ngành huyết học. 他下课了。Sau khi mà ra lớp, 但是下课晚上很晚了。Và buổi tối rất là trễ, khuya.他要赶着回家去看他的姑，nhanh chóng để đi về nhà. 要看他的姑 và để thăm bà cô. 结果他就哎呀，现在太晚了，现在要回家走路回家来不及了。và bây giờ trời đã khuya rồi, nhanh đi về, bây giờ không khéo chúng ta về không kịp. 结果他看到那个停车场啊，停车场有一部脚踏车，有一部脚踏车。và ngay lúc đó ông ta đến ngay chỗ cái chỗ đậu xe đó, cái bãi đậu xe, ông ta vừa nhìn thấy được cái chiếc xe đạp. 他没有锁，没有上锁。xe đạp không có khóa. 他就想开了以后就准备代步了，就借了这个脚踏车，准备要看签了以后就准备骑着回家。và khi mà nhìn thấy xe đạp như vậy không có khóa và ông ta đạp người vỡ chiếc xe đạp đó mà nhảy lên mà chạy đi về nhà cho kịp.刚好人不能做坏事，刚刚好有一个警察从那边一看过，这么晚了怎么还要牵车子，很奇怪。嘛，thật sự người thì không được bao giờ làm sai, mà khi vừa làm sai ngay vừa lúc đó tự nhiên gặp cái ông cảnh sát đến ông bảo cho trời khuya thế này tại sao lại có người đạp xe đạp đi đây? 那个公安就过来问，这个车子是你的吗？嘛，lúc đó ông cảnh sát ông gặp mà chứ, cái xe này có phải của ông không, của anh không?他说不是我的，不是我的。红牌不多，红牌不多。啊，不是你的，为什么你要牵着走了？红牌关的啥？来，你们嘛，来，打，你们家来。他说，因为我要赶着回去，我没有车子可以坐，所以我想把借这个车子，明天我再来还呢。bởi vì tôi mà muốn cấp bách đi chạy về nhà, mà sợ về chạy không kịp, cho nên nó khuya rồi, tôi mượn chiếc xe này tôi đi về rồi ngày mai tôi định là tôi quay lại tôi trả lại. 这个警察公安说，不行不行。
你这个是小偷，就把他抓了，就带到警察局去派出所。và cuối cùng ông cảnh sát bảo cho không được như vậy như là phạm tội ông chọn mà đã ông chọn thì bắt đem đưa đi về đồn cảnh sát. 这个警察就问他，你为什么要当小偷？mà đến về đồn cảnh sát thì cảnh sát hỏi rằng tại làm sao ông mày lại trở thành hạng chọn như thế? 这个学生啊，学生就说啊，我爸爸妈妈很早就死了，我的姑姑啊，现在在工厂啊，工厂有时候加班赚钱让我读书。với nó cái cậu thanh niên học sinh mới trình bày rằng là bởi vì tôi sớm cha mẹ đã mất, cho nên bà cô vẫn nuôi tôi, bà đi làm, bà để đem tiền bạc để mới đưa cho tôi ăn tôi học như thế này. 我怕我姑姑担心，怕我姑姑担心，所以我就赶紧要借这个车子回去看我姑姑。bởi vì trời đã khuya, chưa thấy tôi về, tôi sợ bà cô bà ơi lo lắng cho tôi, cho nên tôi mới nhanh đi về, bắt đến nhanh về sợ không kịp, cho nên tôi mới thấy chiếc xe tôi mượn để tôi đi về, để cho kịp thời về để gặp cô. 好，结果呢？để cô phải mong đợi. 这个警察一个哦。你是真的还是假的？是骗我吗？khi nghe xong cảnh sát bảo cho này thì không á, hay là nói dối đấy. 那你的姑姑在哪个工厂工作？nếu mà cậu nói là cô cậu đi làm như thế thì bây giờ cô đi làm ở công xưởng nào? 哦，结果他就通知那个正在加班的姑姑，通知他，这个姑姑呢赶紧下班了，就匆匆的到警察局来。và sau khi đó cấp bách thông tin đến cho bà cô thì bà cô bắt được vừa mới ra sở công sở nhanh cấp tốc quay trở về chỗ đồn cảnh sát gặp mọi người. Oh, 证明了，这个学生没有骗，没有欺骗警察。cái sự hiện diện của bà cô để chứng minh rằng là cậu học sinh này không có lừa dối cảnh sát. Oh, 这个警察，但是这个小偷啊，小偷是不需要他，你只要做了小偷，自然就要有罪，这个有罪要准备给他送上去。Mặc dù là cậu ta làm cái điều đó không ai thấy, nhưng mà khi mà cậu nghĩ như vậy và cậu làm cái điều đó thì ngay lúc đó cậu cũng trở thành là người ăn trộm và phạm tội rồi. Không có người khác cáo, mặc dù không có ai cáo cậu hết, nhưng mà đột nhiên cảnh sát cũng gặp và để bắt cậu ấy. Bên trong 这个经过的里头有一个主管呢、啊，有一个比较大官呢、啊。大官一听，哎呀，这个可怜呐、啊，这个孩子可怜呐、啊，哎呀，不要给他做记录了，不要给他留下这个案底呀、啊，不要给他留下来。好了，原谅他，让他回去吧。và vừa đúng lúc đó khi mà câu chuyện xảy ra đôi bên giằng co nói như vậy thì có một ông quan lớn ở trong đó ông nghe được câu chuyện từ đầu chí đuôi và cho cái chuyện thì nhỏ nhoi chả đáng cái gì thôi để bảo cho nó đừng có nhốt nó lại đi qua đêm mà đen tối như thế thôi không ấy đi cho nó đi về cho rồi. Ba năm sau thế là trôi qua 3 năm sau. 这个学生呢从学校医学院毕业了去当医生，已经在一个医院里面当一个医生了。và sau khi mà cậu tốt nghiệp mà cậu học đó mà vừa đúng 3 năm sau thì cậu tốt nghiệp cậu trở thành một người bác sĩ về gò huyết học và làm việc. 有一天，这个警察局公安的警察局那个大官刚好去抓小偷，结果被那个小偷枪啊嘣打到腿了，嘣。và vừa đúng lúc hôm đó là có một cái vị cảnh sát này là đi bắt ăn trộm bị hàng trộm đêm lấy súng bắn đinh đùng một cái què cái chân cho nên đưa vào bệnh viện. Chứ bị người ta xong đến cái 急诊室 去抢救啊. và được mọi người đưa vào cái phòng cấp cứu. 结果这个医生呢就一直在抢救他，把他救好了，他这个警察就慢慢眼睛就张开来。và lúc đó cái vị bác sĩ này là người mà cứu băng bó xong hết mọi việc và ngay lúc đó thì ông cảnh sát từ từ ông tỉnh táo ông mở mắt ra. Cái ông cảnh sát này là cái ông mà khi mà buổi tối hôm đó ông là ra cái mệnh lệnh để thả mình đi về, cho nên vì vậy mà ông vị như sau mới gặp lại đó mới lên đi. Cái cảnh sát
Và cảnh sát không mở mắt ra cô, tại sao lại có bác sĩ? Ông bác sĩ này ông sáng biết mình mà ông chào mình như thế. Thế y sĩ cho cáo cho ta, nói, ai à, cảnh sát à, bạn không nhận được tôi rồi. Ba năm trước, tôi có một chiếc xe, tôi chia một chiếc xe, kết quả bạn nhận được tôi rồi, không cho tôi đi quan rồi. Hiện tại tôi đã tốt nghiệp rồi, tôi đang y sĩ rồi. Và lúc đó cái vị bác sĩ bảo cho ông cảnh sát ơi, chắc có lẽ là ông quên tôi rồi. 3 năm trước khi mà xảy ra sự việc cái vụ xe đạp đấy, ông là người tha thứ cho tôi và cho tôi đi về. Chính tôi là người đó và 3 năm sau tôi đã tốt nghiệp và ngày hôm nay tôi đang đứng ở đây để cấp cứu cho ông đấy. Hả? Cái cảnh sát, cái cảnh sát cái à, nguyên lại là bác sĩ đó à, ya. Lúc đó ông cảnh sát mới ngạc nhiên, à thế thì ra cậu là cái cậu học sinh mà ngày đó là cái vụ xe đạp đấy à. Ê, hey, các vị, cái cảnh sát ý niệm được từ bi, làm cái học sinh đọc sách tốt nghiệp. Như vậy quý vị thấy không? Chỉ có một cái ý niệm của một vị cảnh sát đó khởi cái tâm từ bi, có một cái ý niệm đó để cho cậu học sinh đi về, rồi cậu mới có cơ hội để tiếp tục học và thành sự nghiệp như thế. Cái cái hiện tại y sinh ý niệm được từ bi, 把这个警察的命从危急当中把他抢救回来。Và chính vì vậy mà cái vị bác sĩ hôm nay trở thành một vị bác sĩ cũng là khởi một tâm từ bi để mà cứu lại cái sinh mạng của ông cảnh sát này. 你看，人生何处不相逢啊！Cho nên quý vị thấy không, nhân sinh hà xứ tương逢, là có đời người chúng ta bất cứ nơi nào đều có thể gặp lại nhau, gặp lại nhau tương phùng cùng với nhau bất kể ở đâu.嗯、我们如果能够给人家方便，以后人家就会给你方便。và cuộc đời của chúng ta cũng vậy, cuộc đời chúng ta luôn luôn dành một sự ưu ái đến cho người khác, thì sự ưu ái đó nó sẽ quay trở về đến với mình bất kể lúc nào. 我们佛教徒啊，佛教徒是佛的弟子啊，佛教我们要慈悲为怀，一定要帮助啊，要关心别人。Cho nên Đức Phật dạy cho tất cả đệ tử của chúng ta nên dùng là cái từ bi mà hồi báo để báo ơn lại, báo đó là dùng cái lòng từ bi mà để chia sẻ và tha thứ cho nhau. 你现在慈悲的对人，以后也别人也会慈悲的对你。Cho nên chúng ta dùng cái lòng từ bi để đối với người thì người về sau này chúng ta gặp người khác cũng là dùng lòng từ bi đối lại với mình vậy. 这个地球是圆的，bởi vì trái đất này nó là tròn mà. 我们一定会碰面的。Nhất định chúng ta cũng phải có dịp để gặp mặt lại với nhau mà. 你看以前你们一定我有买东西给你们吃。Và tôi nhất định rằng là ngày xưa quý vị đã từng mua quà cho tôi rồi. 所以现在我来到这里来，你们都很欢喜的来听我讲课。Cho nên ngày hôm nay tôi quay lại đây, quý vị cũng rất là hoan hỷ để đón tiếp nhận cái lời nói chuyện giảng dạy của tôi. 有那个因才有那个果，有因才有果。Cho nên mới có cái quả.所以你们看了，大老远都会过来，哎呦！所以呢，各位睇下，各位ở nơi xa xôi như thế, mà ngày hôm nay quý vị cùng đến đây để cùng gặp mặt tôi. 以前我一定对你们不错。cho nên chắc chắn là ngày xưa tôi đối với quý vị không đến nỗi tệ. 我一定对你们很好。cho nên quý vị hôm nào gặp thầy thì còn nói thêm á, ngày xưa quý vị cho ăn kẹo buổi sáng tôi mới phát kẹo cho quý vị ăn. 所以啊，你们现在就对我很好。cho nên quý vị tôi đối đãi quý vị làm sao cho nên hôm nay quý vị mới đến đối đãi tôi tốt như thế ở xa xôi mà cũng đến đây không ngại đường xá để đến đây nghe pháp cùng với tôi như vậy chúng ta đã có thiện duyên đúng không quý vị? Điều đó đã nói lên một cái câu đó là nhân sanh hà xứ tương phùng. 如果我们下一辈我们呢现在很好，下一辈子还会大家一起发愿到西方。cho nên không những hôm nay mà chúng ta còn cùng nhau phát nguyện đồng sanh tây phương gặp người đó. có nghĩa là đời người bất kể nơi đâu cũng có thể gặp mặt trở lại. đồng sanh hà xứ tương phùng nghĩa là như vậy. 好，现在师父要唱这首歌给你们听。và bây giờ sư phụ sẽ hát cái bài là nếu quả thật không có gì mà sư phụ này. Ta tà chứ không phải là rùng rợn. Ngài còn nói chưa đủ cái gặp thầy là thầy phải nhắc lại. Hồi sáng tôi cho quý vị ăn kẹo, quý vị nhớ không? Chắc kiếp trước vì cho tôi ăn bánh, bây giờ tôi cho ăn kẹo lại. Thầy là không có cho nên sáng nay thầy đâu ăn. Cái sổ cơ hẳn là học thêm. Ôi, cái bản nhạc này hay lắm đó. Có ý nghĩa lắm.
Nếu quả thật không có ngày mai, có nghĩa rằng là nếu quả thật không có ngày mai thì như vậy chúng ta chỉ còn có một ngày cuối cùng, đó ngày hôm nay thôi. Như vậy còn có cái gì nữa mà chúng ta ganh tị với nhau nữa? Để hận thù để làm gì nữa? Như vậy có cái gì mà chúng ta không thể mà buông xả được? Bởi vì chúng ta cũng biết rằng cuộc đời là vô thường, con người chúng ta đến đây mà khi mà không còn cái hơi hít vào mà không thở ra là chúng ta đã đi rồi. Và quý vị đừng quên rằng mình cứ nghĩ rằng là chúng ta còn bao nhiêu năm để đi tiếp tục. Đừng quên rằng đó là cuộc đời vô thường, chẳng biết lúc nào mình đi. Biết bao nhiêu người bỏ đôi dép dưới giường, treo trên giường, nằm đó đi mất rồi. Đâu có ngày mai đâu. Có người đi ra ngoài xe đụng tung một cái xong không còn đời người nữa. Có người thì đi trèo lên cầu thang, đi từng bậc bậc, bùng một cái rớt xuống không còn. Chết rồi. Thế gian nó là như vậy mà, cuộc đời của con người nó là như vậy, tất cả mọi sự thời thời khắc khắc đều là nguy hiểm mà. Tất cả quý vị phải chuẩn bị sống chưa? Nếu mà ngày mai chúng ta không còn có ngày mai nữa thì hôm nay quý vị chuẩn bị chưa? Biết buông xả, không hờn, không giận, không oán, không thù, nghe ông sáng. Nếu mà bảo là chuẩn bị rồi mà trong khi vàng bạc châu báu hạt cùng nhét ở dưới chiếu dưới giường, bây giờ phải làm sao đây? Ngày mai ta không còn nữa, bây giờ biết bao nhiêu tiền bỏ ngân hàng, bây giờ làm sao, bây giờ xử lý làm sao đây? Đột nhiên mà chúng ta chết rồi thì giờ làm sao đây? Cho nên một đời người của chúng ta phải cẩn thận trọng. Chúng ta nghĩ rằng biết đâu chúng ta không còn một ngày mai nữa, thì ngay bây giờ chúng ta phải chuẩn bị tất cả mọi việc, phải chuẩn bị cho chỉnh đốn, để rồi ngày mai ta không còn, ta cũng vẫn an dương tự tại và ăn tưởng không có gì mà gọi là làm phiền não mà làm rối ren mình cả. Cho nên người niệm Phật và tu Phật phải là như thế mới được. Biết bao nhiêu người chết mà cái thần thức họ ra đi mà phải còn chấp, cho nên họ không bao giờ buông xả được, phải chấp chặt vào một cái nơi đấy. Và như vậy mà khi mà thần thức không đi được, bây giờ quay trở về nhà lại, cho nên biết bao nhiêu con cháu trong nhà nó thấy, ôi ông nội bà nội của mình bây giờ gặp cho nên sư phụ đã làm ra một cái bản nhạc, đó là nếu quả thật không có ngày mai, đây là một bản nhạc mới của sư phụ. Và câu thứ nhất là nếu quả thật không có ngày mai. Nếu quả thật không còn một ngày mai thì tại sao mình lại không nên buông xả đi để chúng ta ngay bây giờ được an tường và nghỉ ngơi? Nếu quả thật không còn một ngày mai, và
nếu quả thật không có ngày mai, thì tham niệm là, tham cầu, lưu niệm, là bù, thì bỏ không xa, có ý nghĩa, có gì ý nghĩa? Nếu quả thật không còn ngày mai, thì bây giờ chúng ta tham luyến, không buông xả được, thì nó có ý nghĩa gì nữa? Chú sinh bản sự đủ lại đủ hoàng, nhi lại chuyển sự đó, chỉ có đơn độc đi lại. Một người sinh ra là chúng ta đi ra cũng là một mình đơn độc và chúng ta hướng về phía trước ra đi cũng một mình mà thôi. Nhi hoàng sinh, hoàng sinh, qua sự chính là hoàng sinh, hoàng sinh cũng là độc sinh độc tử, cũng là đơn độc đi chết à. Và tiếp tục chúng ta lại thấy rằng là khi chúng ta sinh là một đơn độc và chúng ta chết cũng đi một mình chứ đâu có ai đi cùng mình. Sinh bất đại đại, tử bất đại tử à. Cho nên sinh ra cũng không mang đến, mà khi chết cũng chẳng mang đi. Hey,我们人生到最后好像做梦一场，做了一场梦一样的。Và cuối cùng một đời người của chúng ta như là một cơn mộng vậy. Ừ,越 深的道理越是简单，很深的道理，但是实际很简单。Thật sự một người mà hiểu được thâm ý của đạo thì là người đó biết cách rất là đơn giản. Chỉ要你懂, 你明白, 马上就清楚。 Chính cần chúng ta hiểu và ngộ được thì điều đó là rất là đơn giản. 越好品性越是寻常，就是很好的品德，很好的品德是从平常的最稀松平常的。Phẩm hạnh của một người nó càng cao càng tốt, có nghĩa rằng người đó biểu lộ lên một cái tinh thần rất là tầm thường, bình thường. Đó là phẩm hạnh càng cao, cho nên mình cảm thấy nó rất là bình thường, chứ không phải là cần phải làm gì cao quý hơn, là sống một cái bình thường như vậy, đó là một cái phẩm hạnh cao. Thật là tốt, ví dụ chẳng nói, càng tuyệt vời, có nghĩa rằng là chúng ta nói những cái câu đức bình thường nhẹ nhàng đối xử với nhau. Thà说这个真相要弄清楚，就这个内容一定要把它搞清楚哦，弄清楚哦。Cho nên cái điều đó chúng ta phải hiểu chân thật tướng của nó. 最后你不可以含糊哦，不可以含糊，糊里糊涂的，不可以糊里糊涂的。Cái điều đó chúng ta phải hiểu rõ một cách tường tận rõ ràng, chứ không thể mà hiểu một cách mơ hồ được. Thà说如果真的没有明天。Và câu tiếp, nếu quả thật không có ngày mai, 你妄言看破外所有一切外在的因缘，要看破了，这才是聪明的。Như vậy tất cả vạn duyên vạn pháp trên cuộc đời này chúng ta phải nhìn một cách thoáng hơn, nhìn một cách gọi là thông thoáng, thông đã thông thoáng đi thì đó mới gọi là người thông minh. 如果真的没有明天，nếu quả thật không có ngày mai, 你每天都很在意，每天都很担心，牵肠挂肚，好担心哦，好担心，这个是愚痴的，是很愚痴的人。Nếu mà không có ngày mai mà chúng ta mọi sự việc cứ luôn luôn giữ chặt và cứ ghi vào trong lòng mình như vậy thì quả thật đó là người ngu si. Thế cái thế gian à, khổ không vô thường, bản lai miên mu à. Trên thế gian này của nó là vốn là vô thường, là không, đó là bản là cái diện mục của nó, vốn nó là như thế đấy, là không. Ừ, 你一直追求，任凭追求，那很痛苦。你一直在追求，只有增加自己的痛苦。Và nó đã là không là vô thường rồi mà chúng ta cứ tham cầu mà truy tìm như vậy thì chúng ta lại càng cứ thọ nhận cái sự đau khổ mà thôi. 快快觉醒，不再痴迷啊！赶快醒悟起来，不要再痴迷了，不要再颠倒了，不要颠倒。Và chính vì thế mà mau hãy đồng giác ngộ tỉnh thức và đừng có mà si mê nữa.无挂无碍，逍遥自在。不要把这些世间的事情放在心里面，能够逍遥自在啊。Và chính vì vậy mà chúng ta nhìn một cách thoáng hơn để rồi chúng ta buông xả tất cả, chúng ta không lấy vạn pháp trên thế gian sự việc này để mà giữ tồn trong lòng, hãy buông xả nó ra đi để chúng ta tiêu diêu mà tự tại, có nghĩa là sống một cuộc đời an nhàn nhẹ nhõm. Không, nếu mà chín chín khai. Và đó là một cái bản nhạc ý nghĩa của nó như vậy, và cuối một cứ là đó là Nam Mô A Di Đà Phật. Chị đi vào quý vị nghe nhé, bản nhạc rồi. Okay.
上，一生道理也是简单，越好平息越是心肠，这个真相所以师父特别送给你们的，我们呢今天就到你圆满啊，明天呢我们一样是九点开始，是不是？啊，như vậy, à, hôm nay buổi chiều nay chúng ta có một thời pháp và có tất cả niềm vui được công tụng nơi đây, và như vậy sư phụ đã hát một cái bài nhạc cuối cùng, bài ngày rất có ý nghĩa để tặng cho tất cả quý vị trong một ngày tu tập, và đến đây sẽ được kết thúc một buổi pháp hội trong ngày, và hy vọng và ngày mai có phải rằng là 9 giờ chúng ta quay lại buổi pháp hội phải không? 9 giờ phải không quý vị? À, đây là 9 điểm. OK, 明天呢我们要送阿弥陀经，然后再念佛回向给整个欧洲的国家，好，大家都平安吉祥，人民呢无灾无难，大家幸福快乐。Và như vậy chúng ta ngày mai sẽ tiếp tục một buổi lạy sáng và nghe pháp và niệm Phật để đem cái công đức này hồi hướng cho tất cả khắp Âu Châu được bình an kiết tường và như ý. 而且也要回向所有参加的人员，大家都天福天寿啊，增长智慧。
và để cầu nguyện cho tất cả những chư liệt vị có sự hiện trường của ngày hôm nay đều được tăng phúc lộc thọ và kiết tường như ý. Hôm nay vô cùng cảm ơn tất cả quý vị đã cùng tham dự. Và bây giờ chúng ta đứng dậy khởi thân đứng dậy. 向上温煦，向上温煦，阿弥陀佛，再温煦，阿弥陀佛，三温煦，阿弥陀佛，好，谢谢大家，感恩，感恩哈，阿弥陀佛，感恩，感恩各位。Xin thưa quý vị, thật là một ngày rất là an lạc và tôi là người phiên dịch thật, nhưng mà thầy cũng không ngờ rằng đến giờ này là 5 giờ chiều rồi, nó trôi qua thật là nhanh. Có lẽ chúng ta hứng thú và tập trung vào trong cái bài pháp mà thực sự sinh hoạt rất là vui, mà chính vì vậy mà thời gian đã vượt qua rất là nhanh, cho nên chúng ta mới cảm nhận được đúng là một ngày an lạc trong bao nhiêu ngày thầy làm việc. Vâng, cảm ơn tất cả sự hiện diện quý vị và mong rằng ngày mai chúng ta có thể là điện thoại cho các bạn ở khắp mọi nơi. Ai chưa có nhân duyên bận rộn ngày hôm nay, xin quý vị hãy dành thời gian quý báu một lần ngày đến đây là một ngày lần khó, chúng ta đến đây để cùng nhau kết duyên. Quý vị thấy không, tôi xin vô cùng tán dương công đức tất cả những quý vị ở cách đây 750 cái số ở Hòa Lan cũng đi qua bên đây, bên Pháp, bên Đức, các nơi mọi người cũng đi về bên đây. Rất là cảm ơn sự thành tâm của quý vị, ngưỡng mong chư Phật gia hộ độ trì cho quý vị được kiết tường và như ý, gia đạo bình an, và đặc biệt cho tổ tiên oan gia trái chủ trong đời của quý vị được siêu sinh tịnh độ mà sự nghiệp của chúng ta hành thông và viên mãn. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị. Amitabha, 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 Amitabha.